Vâng, xin chào tất cả quý chị. Thì hôm nay sẽ tiếp tục với một cái video mình sẽ hướng dẫn đến tất cả quý anh chị về cái cách chúng ta sử dụng cái đồng hồ nhiệt độ S4 này, bằng cách là mình sẽ hướng dẫn đến cho tất cả quý anh chị về cái cách chúng ta cài đặt những cái thông số trên cái đồng hồ nhiệt độ S4. Thì chúng mà chúng ta đây là cái đồng hồ nhiệt độ S4 ha, thì phía bên hông của nó sẽ có cái mã hàng cũng như là số lốt nô của nhà sản xuất. Còn phía bên hông khác á, thì chúng ta để ý cái phần này, thì đây là những cái chân kết nối ngò ra ngò vào, cảnh báo ha, rồi cảm biến nữa. Đó, mặt trước của chúng ta là đồng hồ nhiệt độ 4. Chúng ta có phần phía trên là màn hình hiển thị PV, phía dưới chữ xanh xanh này là màn hình hiển thị giá trị SV. Các cái đèn như là đèn AT là đèn auto tuning, là cái đèn này là khi mà chúng ta dò ở chế độ auto tuning á thì nó sẽ bật luôn ha. Ao này là trạng thái ngò ra, L1 và L2 là các trạng thái cảnh báo, và LPA là cái cảnh báo đứt quang lập ha, có nghĩa là khi mà cảm biến của chúng ta đứt hoặc là cái tải của mình nó bị đứt á, thì nó sẽ bật cái cảnh báo này lên. Nút mode cho phép chúng ta đi vào các chế độ cài đặt ha. Phím qua là phím có thể giúp chúng ta đi vào với chế độ cài đặt cùng với phím mode. Hai phím này sẽ được bấm lần lượt cùng với nhau, hoặc là phím chúng ta di chuyển cái vị trí con chỏ để chúng ta cài đặt. Phím lên và phím xuống là những phím thay đổi giá trị, tăng giảm cũng như là chúng ta thay đổi các giá trị cài đặt ha. Đi cùng với cái sản phẩm này thì khi chúng ta mua về, chúng ta sẽ có thêm một cái tài liệu hướng dẫn menu do hãng hay nhân nước cung cấp ha, thì nó sẽ có bao gồm tiếng Hàn và tiếng Anh. Bởi vì cái nhà máy của mình là xuất xứ từ Hàn Quốc, vì vậy là nó bao gồm hai cái thứ tiếng thông dụng nhất ha. Còn tài liệu tiếng Việt thì tất cả quý anh chị có thể lên trang web để tải về, hoặc là liên hệ mình để mình có thể gửi cái tài liệu đến tất cả quý anh chị ha. Rồi đây là cái tài liệu của mình đây. Nhỏ nên chắc anh chị chịu khó xem ha. Thì đối với dòng S ấy, chúng ta sẽ có tổng thể là 5 cái dòng có kích thước khác nhau là S2, S3, S4, S7 và S9 ha. Thì tất cả quý anh chị hầu như là với những dòng S này thì cảm biến ở vào của chúng ta là multi, là hầu hết tất cả các loại cảm biến quý anh chị có thể lắp được hết, riêng chỉ với cái cảm biến có ngõ vào 4-20mA thì quý anh chị không thể lắp được ha. Còn cái nguồn hoạt động của nó là cái nguồn 220V. Ở đây mình đã cắt một cái nguồn 220V rồi, thì quý chị có thể thấy là cái sợi dây màu vàng vàng này, đây là mình đang giả lập cái cảm biến thôi. Thì trong cái video này chủ yếu là mình sẽ giải thích đến tất cả quý anh chị những thông số mà tất cả quý anh chị sẽ cài đặt trên cái đồng hồ nhiệt độ S4 này. Thì đầu tiên để đi vào cái cài đặt thì quý anh chị có thể sử dụng phím mode và phím qua, quý chị ấn cùng một lúc trong vòng 3 giây, rồi nó sẽ đi vào cái chế độ cài đặt. Đầu tiên là quý chị sẽ đi vào cái thông số là INB. INB được tách của từ input ha, thì cái chữ này là chữ K này là K1 ha. Hiện tại là mình đang đặt cái cảnh báo là K1, thì chúng ta hãy vào cái loại này ha, chúng ta sẽ có những thông số gì. Thì đây là thông số INB của mình ha. Thì thông số INB nó được tách của từ input type ha. Nó ở đây nó viết thiếu chữ T. Đó, thì K1 là cảm biến thêm một cấp. Loại này thì nó không có cái dấu chấm thập phân. K2 là cũng cảm biến thêm một cấp, nhưng mà nó có dấu chấm thập phân G, R, T và cảm biến BT100. Đó là những cảm biến chúng ta có thể lắp đặt cho cái đồng hồ nhiệt độ mình ha. Đi đến thông số tiếp theo thì tất cả quý anh chị có thể nhấn phím lên. Thì này là unit. Trong phần unit thì tất cả quý anh chị có tổng thể là hai cái đơn vị đo, một là độ C, hai là độ F. Thông thường thì tất cả quý anh chị sẽ sử dụng cái loại là độ C ha. Rồi đi vào cái thông số thứ ba là thông số BS ha. Thì thông số BS là thông số gì? Thì kính thưa tất cả quý anh chị, thông số BS là thông số bù cái ngõ vào ha. Thì trường hợp nào chúng ta sử dụng cái thông số này? Trong những trường hợp là ví dụ lúc trước quý anh chị có sử dụng một cái dòng sản phẩm đồng hồ nhiệt độ khác của hãng khác, khi nó đó ở cái môi trường đó nó là 100 độ C, nhưng mà khi quý anh chị sử dụng
đồng hồ nhiệt hang Dôn. Nó đo là được ví dụ như là 99 độ C, nó lệch độ thì quý chị có thể tăng cái thông số này lên một độ để cho nó đạt đúng là 100 độ C như đồng hồ trước của tất cả quý chị. Còn bình thường á, thông thường nếu mà tất cả quý chị đã chuyển sang cái dòng đồng hồ của chúng tôi mà quý chị tin tưởng á, dĩ nhiên khi mà chúng tôi đưa ra cái thị trường cái sản phẩm này thì chúng tôi đã calip nó lại và đã tinh chỉnh nó hết rồi, cho nên cái phần sai số thì chúng tôi rất là tự tin là cái sản phẩm này sai số rất là thấp ha. Và cái sai số nó cũng ảnh hưởng từ nhiều cái yếu tố. Đầu tiên là về cái cảm biến của tất cả quý anh chị, mình kiểm tra là cái cảm biến nó có đạt chuẩn hay chưa, và cái lọ cảm biến của mình nó có đạt cái độ chính xác cao hay không, và nó ở tùy vào mỗi cái lọ cảm biến nữa. Khi quý anh chị đo những cái nhiệt độ cao thì mình khuyên quý anh chị nên sử dụng cái cảm biến BT100. Còn nếu mà quý anh chị đo ở những dải nhiệt độ thông thường thì quý anh chị có thể tiết kiệm chi phí, quý anh chị sử dụng cái loại cảm biến RK để tiết kiệm chi phí cho mình là được rồi. Còn ở trên này mình có thấy một thông số nữa là thông số DB. Thì thông số DB nó là cái thông số hiển thị cái dấu chấm thập phân. Thì cái thông số này nó được hiển thị khi mà tất cả quý anh chị chọn những cái loại mà nó có dấu chấm thập phân mới được ha. Rồi đi đến một thông số khác là thông số FILTT. Là thông số gì? Đây là thông số FILTT, nó được viết tắt của từ là thời gian lọc nó vào. Có nghĩa rằng là thông thường hay cái giá trị mặc định chúng ta sẽ là 0 giây, nhưng mà trường hợp á, chúng ta thấy cái dao động nó vào chúng ta rất là lớn đó, nó sẽ khó quan sát cái người dùng. Quý chị có thể tăng lên là ví dụ như 3 giây hiển thị một lần, hoặc là 120 giây hiển thị một lần, thì cái đấy là tùy vào mọi nhu cầu của tất cả quý chị. Chúng ta đi đến một thông số nữa là thông số SLH. Thông số SLH đây là một cái thông số high set limit, thì có nghĩa là giới hạn cái cài đặt ở mức cao. Có nghĩa là chúng ta giới hạn cái giá trị SV của chúng ta cài đặt ở mức cao nhất là gì. Ví dụ như ở đây mình giới hạn là ở đây hiện tại nó mặc định là cái dải lớn nhất là 1200, thì quý chị ví dụ như mình giới hạn là còn 500 đây, trường hợp chúng ta cài đặt giá trị SV là 600, mà cài đặt giá trị SV là 600 thì nó cũng sẽ về là 500 ha. Thì có nghĩa là ở đây là giới hạn cài đặt cài đặt ở mức cao, thì cái này nó rất là hiệu quả trong cái việc chúng ta là đề phòng những cái việc là công nhân ấy, họ nhiều khi họ bấm bị nhầm đó, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của lò. Ví dụ như là cái lò của chúng ta không được quét 100 độ C, mà trường hợp lỡ mình bấm không phải 100 mà 1000 đi, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì ở đây chúng ta có thể giới hạn lại cái vùng đó để khi mà trường hợp chúng ta bấm nhầm thì cái thông số này nó sẽ giúp cho tất cả quý chị khắc phục được cái lỗi đó ha. Một thông số khác là thông số SLL, thì ngược với thông số SLH, thì thông số SLL nó chính là cái low set limit, thì nó có nghĩa là giới hạn cái mức giá trị SV ở cái mức dưới ngưỡng dưới, thì quý anh chị có thể ha, thì cái đây là tầm 100, thì quý anh chị có thể setting ở mức dưới của tất cả quý anh chị ở ngưỡng dưới ha. Đi đến một thông số nữa là thông số OCTR. Cái này á viết theo tiếng Anh nó là control output operation ha. Thì cái thông số này thông số này nó là control output type, tức là quý chị chọn cái loại họ ra điều khiển của mình là gì. Thì ở đây nó có hai loại, một loại là SR, một loại là relay. Để mà thay đổi, ví dụ như mình thay đổi sang relay, quý chị chỉ cần quý chị bấm phím bấm phím qua này, rồi cái đèn nó sẽ nhấp nháy. Rồi quý chị bấm phím xuống, quý chị thay đổi sang relay ha, thì mình sẽ đỡ là chế độ là SR đi. Thì cái đồng hồ là, đối với dòng S4G1A thì chúng ta có cái loại là SR và relay, còn những cái dòng khác thì chúng ta sẽ có những cái loại ra khác nữa. Mình xác nhận bấm phím mod ha, đó nó hết nhấp nháy nữa thì nó đúng đấy. Chúng ta đến một con số khác là thông số SSRT, có nghĩa ở đây là cái thời gian chu kỳ, cái thời gian cái loại kiểu điều khiển. Đây, ở đây nó là cái loại mà điều khiển xung điện áp ngò ra, thì nó có hai loại, một loại là điều khiển pha, một loại điều khiển chu kỳ. Thì tùy vào cái bộ điều khiển công suất tải của mình và cái giải thuật mà mình muốn ấy, cái loại mà điều khiển mình mong muốn thì mình sẽ chọn là điều khiển pha hay là điều khiển chu kỳ. Ở đây là điều khiển chu kỳ ha.
Rồi, chúng ta có thể lựa chọn sang điều khiển pha. Nhưng mà thông thường á, với cái ESR thì chúng ta sẽ điều khiển là chu kỳ. Còn với cái SR thì chúng ta sẽ là điều khiển pha. À, vì vậy là quý anh chị phải phải lưu ý ở cái điểm đó ha. Rồi, đến thông số tiếp theo là thông số chu kỳ điều khiển. Thì chu kỳ điều khiển chúng ta ở đây là 2 giây. Thời trong cái chu kỳ điều khiển này á, thì thường mình sẽ khuyến nghị tất cả quý anh chị, nếu chúng ta sử dụng cái ngõ ra là SR thì chúng ta sẽ cài là 2 giây. Còn nếu trường hợp với ngõ ra relay thì chúng ta sẽ cài đặt là tầm khoảng 20 cho đến 30 giây ha. Vì khi mà chúng ta cài đặt relay, chúng ta để cái chu kỳ mà chúng ta điều khiển ngõ ra nó quá thấp thì cái relay chúng ta do cái phần tác động cơ khí điện thì nó có thể dễ dàng bị hư. Tiếp đến thông số nữa là thông số đây, thông số hoạt động của cái ngõ ra điều khiển thì nó sẽ có là heating và cooling. Thông thường thì chúng ta điều khiển heating là nhiều, và thông số mặt điện của chúng ta ở đây cũng là heating luôn ha. Một thông số khác là thông số cái loại cái giải thuật điều khiển nó chọn là gì. Ở đây nó sẽ có là PID này, bi và nó thì tùy vào cái kiểu mà quý vị muốn thì quý vị có thể chọn. Còn ở đây mình khuyên quý anh chị ấy, nếu mà chúng ta sử dụng relay thì chúng ta sẽ sử dụng giải thuật là on off, còn chúng ta sử dụng các cái là SR hoặc là SR thì chúng ta sử dụng luôn tối ưu cho nó là PID luôn ha. Rồi đến những thông số khác là thông số B, cái đây là giải tỷ lệ ha. Thì cái này chúng ta có thể sử dụng chức năng auto tuning để chúng ta có thể dò tìm được cái ba thông số là PID này. Rồi, điều rồi tiếp tục là phần tự chọn. Thì trong phần tự chọn này á, tùy vào mọi mặt hàng, nhưng mà tối đa với sản phẩm S này chúng ta sẽ có tổng thể là 3 cái ngõ ra relay phụ. Thì chúng ta sẽ lựa chọn là ứng với mỗi cái relay, ngõ ra relay đó chúng ta sẽ lựa chọn nó có chức năng là gì. Ví dụ như là relay 1 chúng ta sẽ chọn là cho cảnh báo số 1, relay 2 cho cảnh báo số 2 và relay 3 cho cảnh báo số 3. Ví dụ như vậy ha, thì tất cả quý chị có thể lựa chọn đó. Ở đây mình chọn thử cho tất cả quý chị nè, đây mình bấm lên đó, rồi đi qua thông số này luôn ha. Rồi trong cái relay số 2 này nó đã được chọn sẵn là cái cảnh báo alarm 1, thì ở trong mình sẽ chúng ta cài đặt cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn cái chế độ của cái cảnh báo alarm 1 này là chế độ gì. Thì đây, thì trong đây nó sẽ có là một cái non là không sử dụng nè, cái high alarm, cái low alarm là lấy cái phần giấy cảnh báo thấp, còn high alarm là cảnh báo mức cao, còn alarm within range là cái cảnh báo trong cái giải, và out range là có nghĩa là ngoài cái giải ha. Thì quý anh chị có thể chọn. Rồi một cái nữa là cái kiểu cảnh báo chúng ta là chọn là gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai giá trị là EBS và DVE. Thì cái EBS nó là cảnh báo tuyệt đối, còn DVE là cảnh báo tương đối. Thì cái này nó cũng nói chung, nếu mà mình không có ví dụ thì nó sẽ rất là khó cho tất cả quý anh chị. Nhưng mà hôm nay ở đây mình sẽ giải thích tất cả quý anh chị cái cảnh báo tương đối là cái loại cảnh báo là khi quý anh chị đặt ở một cái nhiệt độ nào thì nó sẽ cảnh báo ở mức nhiệt độ đó. Ví dụ như quý anh chị đặt là 50 thì nó sẽ cảnh báo là trên 50 hoặc là dưới 50, tùy vào cái kiểu cảnh báo mà tất cả quý anh chị chọn. Còn đối với cảnh báo tương đối là sẽ căn cứ về giá trị SV. Ví dụ như là chúng ta muốn là lớn hơn 50 độ so với giá trị SV thì nó sẽ bật, thì dĩ nhiên trường hợp chúng ta cài SV là 50, còn chúng ta cài cảnh báo là 50 thì lúc đó 100 độ nó mới được bật. Thì cái này quý anh chị tìm hiểu thêm hoặc là quý anh chị liên hệ mình để mình hướng dẫn chi tiết, hoặc là mình sẽ có những clip để nó rõ về hai cảnh báo này cho tất cả quý anh chị ha. Rồi những thông số này thì chúng ta đừng quan tâm, và chúng ta thông thường là chúng ta sẽ không có sử dụng đến nó. Rồi cái này là safe này ha, này là đây cho phép thay đổi cái giá trị SV ở trên màn hình này không, thì ở đây nó on là cho phép ha, chúng ta off thì chúng ta sẽ không cho phép. Rồi thì tất cả đấy là những cái thông số của nó ha. Rồi chúng ta về màn hình chính, hiện tại đang là 27 độ C.
Và một trong những thông số khác nữa thì thay vì chúng ta nhắn hai phím này thì chúng ta chỉ bằng nhau chỉ nhắn một phím mode thôi, chúng ta vào thông số hoạt động. Thì trong thông số hoạt động này chúng ta sẽ có là giá trị V chúng ta cao là bao nhiêu. Rồi, cảnh báo hay là một mức cao. Mới này chúng ta chọn mức cao thì dĩ nhiên là sẽ ra hỏi chúng ta là mức cao. Rồi cái deepin là cái giá chết của nó, có nghĩa là khi mà quý vị cài á, thì nó sẽ xuống so với cái giá trị cài của quý vị là bao nhiêu độ thì nó mới tắt cảnh báo đó, nó để trường tránh nó tránh những trường hợp ha. Rồi lock có nghĩa là chúng ta có những chức năng khóa nhất định, thì cái này phần này quý vị có thể tham khảo cái menu. Chủ yếu cái đồng hồ này nó cài đặt rất là đơn giản ha, chúng ta cài đặt tổng thể thì tất cả quý chị có thể sử dụng phím mode và phím quay ấn bằng vài giây, còn cài đặt ngoài cài đặt hoạt động thì tất cả quý chị chỉ cần nhấn phím mode trong vòng vài giây thôi. Ok như vậy ha, thì đây là cái clip mà mình hướng dẫn để tất cả quý chị cách chúng ta hiểu về cái sản phẩm này trước, thì sau này sẽ có những clip chuyên sâu hơn về những cái ứng dụng cơ bản của nó để tất cả quý chị hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị khách hàng của Thời Điểm Vlog trong những cái chương trình lần sau. Hãy subscribe kênh và ủng hộ tôi nhé.